xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thanh Duyên Phát. Vẫn là Lành đây. Hôm nay mình sẽ ra mắt cho các bạn những mẫu xe hiện tại bên mình vừa mới nhập về và cũng như là mình mới độ màu cho các bạn tham khảo ha. Bên cạnh mình đây là mẫu Vario 125. Nhà hàng nhập khẩu nha các bạn. Hiện tại thì bản này đang có mức giá chỉ từ 40 triệu là mình đã có xe ha. Chưa bao gồm biển số nha các bạn. Các bạn ra biển số đâu cứ bình luận bên dưới hoặc là nhắc vào Zalo của Lành để Lành hỗ trợ cũng như là báo giá biển số, giấy tờ cụ thể cho các bạn ha. Bên cạnh mình đây là những màu, đây là phiên bản khóa chìa nha các bạn, chỉ cần 40 triệu thôi ha. Các bạn cần tư vấn hoặc là tư vấn về cái thủ tục mua trả góp thì cứ nhắc vào Zalo của Lành ở bên dưới ha. Mình hỗ trợ báo giá cũng như là tư vấn cụ thể về chính sách góp cũng như là những cái thủ tục mua góp cho các bạn ha. Cái dòng này mình chỉ cần đưa trước cho Lành từ 4 triệu thôi là mình hỗ trợ cho các bạn lên hồ sơ được rồi ha. Có căn cước công dân cứ mang lên cửa hàng, Lành hỗ trợ lên hồ sơ cho các bạn. Những con này hiện tại nằm ở chỗ này thì mình có lên màu độ nè. Và những cái thứ như là phụ kiện trên xe như là độ cho các bạn nhìn con xe nó kiểu như đẹp mắt hơn. Và cũng như là nhìn con xe nó tinh tế hơn xíu đó các bạn. Bên mình có hỗ trợ độ mâm nè, độ phuộc cho các bạn nha. Và phụ kiện trên xe như là mình có gắn đồ chơi xe nè. Như là con xe này mình có gắn một cây phuộc nha, cây phuộc các symbol nha các bạn. Nhìn con xe nó khá là đẹp mắt luôn ha, cứng cáp cho xe nè. Xe này thì được trang bị động cơ là 125 phân khối ha, phù hợp với tất cả các bạn trẻ như là Lành nè hoặc là những người như là 30-40 tuổi vẫn đi được bình thường ha. Xe thì được trang bị khóa chìa và khóa spark key nha các bạn. Mẫu này đang được trang bị khóa chìa ha. Và những con xe bên đây như là con này mình lên từ khóa chìa nè, còn bên đây mình lên từ khóa spark key. Bản này mình độ màu cũng như là độ phụ kiện cho các bạn mình tham khảo thử ha. Xe thì được trang bị hai cái hộc để đồ, một hộc là một có nắp đậy và một hộc là bình thường nha các bạn. Nó thì được trang bị cốp xe cũng khá là rộng rãi ha. Đây, cốp xe thì khá là rộng rãi, bình xăng thì trang bị phía trong nha các bạn. Nhìn cái cốp xe này thì mình rất là yêu thích, như là mình có thể để được nón bảo hiểm nè, áo mưa hoặc là túi xách của mình nữa. Bên mình có họ đổi cản sau nữa nha. Nếu như mà theo yêu cầu các bạn cần cái gì thì cứ liên hệ cho Lành, mình hỗ trợ cho các bạn hết nha. Trong thời điểm hiện tại thì các bạn nếu như mua xe mình hỗ trợ tặng cho các bạn một cái voucher mua phụ kiện thì các bạn cứ gắn bình thường trên xe, mình trừ ra thôi. Con này mình cũng độ phuộc lên hai con phuộc, bên đây là màu vàng, bên đây là màu xanh, nó đi theo màu xe luôn nha các bạn. Con này mình cũng có lên màu cho cái cản sau rồi ha, nhìn khá là đẹp luôn nè. Và mình có lên như là thảm nhảy chân, thảm inox nè, hoặc là những cái ốc titan rồi gương. Hiện tại thì nhớ nha các bạn, thủ tục mua góp cái dòng này mình chỉ cần đưa trước cho Lành từ 4 triệu căn cước công dân. Các bạn như có bằng lái xe nè hoặc là bảo hiểm y tế thì cứ mang lên hết cửa hàng cho Lành, Lành hỗ trợ lên hồ sơ cho các bạn ha. Mẫu này là mẫu nhập khẩu nha các bạn. Nếu như mà các bạn không thích mẫu nhập khẩu thì mình có mẫu Indo, mẫu Việt Nam nữa nha. Việt Nam thì nó chỉ có phân khối là 160 thôi. Các bạn nào cần tư vấn thì cứ nhắc vào Zalo của Lành ở bên dưới là 0373976249 Zalo của Lành, hoặc là số cá nhân của Lành, Lành hỗ trợ tư vấn cũng như là các chương trình khuyến mãi ưu đãi cũng như là gửi cái voucher mua phụ kiện cho các bạn. Khi mà các bạn có liên hệ trước với Lành, Lành có hỗ trợ thêm chi phí xăng xe nè, quà tặng, ưu đãi về giá và cũng như ưu đãi về lãi suất khi mà các bạn có liên hệ trước hoặc là các bạn có điểm tín dụng tốt ha. Bên mình có hỗ trợ gấp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng. Các bạn nào có dùng thẻ tín dụng cứ liên hệ trực tiếp cho Lành, Lành hỗ trợ tư vấn cũng như là phí chuyển đổi cho các bạn ha. Nhớ nha, cần căn cước công dân 4 triệu là mình lên hồ sơ trả góp cho các bạn rồi ha. Địa chỉ cửa hàng Lành là ở số 359 Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nha các bạn. Ngoài những mẫu này ra mình còn rất là nhiều màu sắc như là màu trắng nè, màu đen nhám nè, đen bóng nè. Tất cả các màu luôn, các bạn cần cứ tư vấn nhắn vào Zalo Lành gửi mẫu cho các bạn tham khảo hoặc là quay video trực tiếp cho các bạn luôn ha. Thủ tục mà mình nếu như mà các bạn muốn lên những màu như thế này thì mình chỉ cần 2 triệu thôi là mình đã đổi màu xe cho các bạn rồi ha. Nhớ nha, có cần tư vấn thì cứ nhắc vào Zalo của Lành, Lành hỗ trợ báo giá cụ thể cho các bạn nhé.